chào các bạn. Trong video này có một số bạn có hỏi mình cái cách mà để thay cái loa trong tai nghe Bluetooth. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn thay loa và các công đoạn để mà các bạn kiểm tra một cái loa trong tai nghe Bluetooth nha. Đây là cái cách mà thay loa trong tai nghe Bluetooth đó, áp dụng cho cái loại tai nghe mà có dây nha các bạn. Cái dây là loại dây dắt tai nghe 3.5 ly, 3.5 ly, hoặc là những cái tai nghe bình thường. Đây là những tai nghe dắt 3.5 ly nha các bạn, đu của nó nè, có hai kênh, kênh trái kênh phải ha. Nói chung là mấy cái này là loại tai nghe có dây nha. Còn một cái tai nghe Bluetooth các bạn hay sử dụng á, là đây là những cái tai nghe như vậy. Loại này là loại không dây ha, kết nối với Bluetooth ha. Còn một loại dây là tai nghe nữa các bạn hay sử dụng á, đó là cái tai nghe cũng là loại Bluetooth giống như này nhưng mà nó nhỏ hơn nha. Nó thường đựng trong cái hộp sạc, bỏ trong cái hộp á, nó giống như cái AirPods của hãng Apple. Thì đa phần á, mấy cái tai nghe này người ta hay sử dụng nha các bạn. Giờ giá thành nó cũng rẻ rồi, nó không có cao lắm, nên các bạn có thể áp dụng luôn tất cả trong ba cái loại tai nghe này nè, từ tai nghe có dây, tai nghe Bluetooth và những tai nghe Bluetooth mà đựng trong cái hộp sạc á, thì các bạn áp dụng hết nha. Những cái trường hợp nào mà các bạn nên thay cái loa tai nghe Bluetooth khi mà cái tai nghe cái loa các bạn nghe nhỏ nè, nghe rè hoặc là không có âm thanh ở tai nghe, có nghĩa là các bạn nói á, bên kia người ta nghe mà người ta nói lại á, mình thì mình không nghe nên nó không có âm thanh ở tai nghe nha các bạn. Đồng thời hoặc là một trong một số trường hợp á, cái loa bên trong cái dây loa nó bị đứt á, hoặc là cái dây bên trong nó bị hở mạch á, thì tất cả những trường hợp này á là nó không, sẽ không có âm thanh ở tai nghe. Thì trước tiên á, các bạn muốn thay á, các bạn kiểm tra cho mình một số dụng cụ này nha. Một á là các bạn tìm một cái lưỡi dao mỏng hoặc là lưỡi lam, đây là như loại này nè các bạn. Tại vì có cái khe tai nghe các bạn nạy lên đó, cho nó dễ ha. Cái vấn đề thứ hai là các bạn dùng những cái tuyếp keo nè, keo con chó hoặc là cái keo rồng vàng á, mấy loại này nè, để các bạn dán vô trong trường hợp mà cái tai nghe của mình đó, nó bị bung mà, các bạn dán cho nó khít vào nha. Sau khi mà các bạn thay loa rồi, để mà thay mấy cái loa tai nghe Bluetooth này á, các bạn dùng một cái mỏ hàn cho mình ha. Các bạn để xả, các bạn xả mỏ hàn ra, thì bên trong nó có cái dây các bạn, thì các bạn lấy cái mỏ hàn này các bạn xả ra được ha. Còn vấn đề cuối cùng á là các bạn dùng một cái đồng hồ VOM nha các bạn. Ở đây các bạn dùng đồng hồ kim hoặc đồng hồ số đều được ha. Đồng thời các bạn đo cái trở kháng của loa tai nghe hay cái tổng trở của nó các bạn. Cái một cái loa mà ok nó nằm trong khoảng là 32, khoảng 32 ohm nha, là loa tốt. Trước hết đó, để mà cái tai nghe Bluetooth nó hoạt động á, thì các bạn nên vặn cái nút volume á, khi mà các bạn kết nối á, các bạn vặn cái nút volume maximum nha. Các bạn tăng cái nút volume lên hết cỡ cho mình. Hoặc là đối với tai nghe mà có dây á, các bạn cũng tăng âm lượng lên nha. Thì tai nghe có dây nó cũng có hai loại, một là cái âm lượng á, nó nằm trên cái tai nghe này, hai là các bạn dùng cái nút volume bên trong cái điện thoại á. Đây mình giả sử đi,
mình có một cái con máy iPhone nè, cái jack này jack 3.5 ly nha các bạn, thì các bạn cắm cái tai nghe vô á, khi mà các bạn kết nối á rồi các bạn bật cái nút volume lên hết cỡ maximum thôi. Khi mà các bạn nghe cái tai nghe này á, nó không có âm thanh hoặc là âm thanh nhỏ rè gì á, mà các bạn vẫn maximum lên rồi, tăng âm lượng rồi. Thì trong trường hợp này á, các bạn cần phải tháo cái tai nghe ra nha, để kiểm tra cái loa bên trong cái tai nghe như thế này. Trường hợp này áp dụng luôn cho mấy cái tai nghe Bluetooth như thế này luôn nha, hoặc là những tai nghe Bluetooth mà có hộp sạc á. Trước tiên các bạn tiến hành tháo cái loa ra nha, cái tai nghe này nè, các bạn để ý cho mình đó, ở trên đây á, cái tai nghe mà mỗi cái này á, nó có một cái đường viền ha. Đây nè, các bạn nhìn thấy cái đường không, cái đường viền sát này nè là cái vị trí mà các bạn dùng móng tay, một là các bạn dùng móng tay á, các bạn nạy lên nha, nó tách ra. Hai là các bạn có thể dùng cái lưỡi lam này nè, tại vì cái này nó khá mỏng á, các bạn nhét vô đây và bẫy ra nha. Đây, trong trường hợp này nè, các bạn nhét cái lưỡi lam này à, nó vô cái khoảng giữa của cái rãnh này mà các bạn đẩy lên, tách ra nha các bạn. Là nó thở ra nha các bạn, các bạn thấy thở không? Các bạn lấy móng tay các bạn đẩy ra, móc ra lại rồi nè, tắt ra đây. Các bạn nhìn cái viền này á, nó có dán một lớp keo nha các bạn, cái keo á, màu vàng. Đây là cái keo mà keo con chó á, người ta dán cho nó khít nha các bạn, với nước nó không vô được. Nói chung các bạn dán lớp mỏng qua cái này không sao đó. Nè, đây là trường hợp cái loa nha các bạn. Cái loa này các bạn muốn lấy á, thì các bạn lấy cái nhíp nè, các bạn tách ra. Trong trường hợp nó hư á, nó bị đứt á. Còn trường hợp mà nó không bị hư, bị đứt hoặc là nó bị bung dây á, thì các bạn không cần phải lấy móc ra, mà các bạn cứ để nguyên vậy. Mình chỉ thay loa khi nào nó bị rè nè các bạn, khi nó nghe nhỏ nè, bị rè hoặc là không có âm thanh cho tai nghe nha các bạn. Đo bị đứt cái loa này. Đối với cái tai nghe khác cũng tương tự nha các bạn. Nè, chụp dễ nhất là các bạn lấy cái móng tay các bạn á, còn cái móng tay các bạn bẫy nè. Ngay ở đây có những cái rãnh đâu. Các bạn tách ra, bẻ mạnh ra là nó ra luôn nha. Đây. Đây là cái loa tai nghe. Mấy tai nghe AirPods nó cũng tương tự, nó cũng rất dễ làm ha. Đây, những cái tai nghe này nè. Đây là cái tai nghe Bluetooth điển hình nha các bạn. Những trường hợp dễ hả các bạn, tách cái viền ngoài đó, có cái viền ngoài nè, cái núm cao su á, thấy không? Tách ra là các bạn thấy được cái tai nghe của nó, cái loa rồi của nó rồi. Trường hợp này nó dán bằng keo con chó bên đây nè, xung quanh cái viền á, để cho cố định. Thì các bạn cái dùng móng tay các bạn tách ra thôi. Gỡ ra cái này dễ nha các bạn, rất dễ ha. Nói chung các bạn làm tuyệt đối là nhẹ tay thôi nha, tại vì cái dây bên trong nó mỏng, các bạn bứt cái là nó bứt đứt cái dây nào, cũng công phát sinh nó mệt lắm. Các bạn làm nhẹ tay thôi. Nào, nó ra rồi nha các bạn. Đây à. Rồi, cái vấn đề tiếp theo là các bạn kiểm tra cái tổng trở cho mình nha. Các bạn lấy một cái đồng hồ VOM
đo cái tổng trở của cái loa coi nó có phải ra 32 ohm không. Trường hợp mà nó bị đứt á là nó bằng không, nói chung là đo bị đứt á là điện trở này bằng kho vô cùng nha các bạn, lớn nha. Còn bị rè á là cái tổng trở của nó cũng có thể là bằng 32 ohm, nhưng mà bên trong á nó dính cái mặt sắt hoặc là cái màng rung của nó không còn hoạt động tốt nữa, nên trường hợp này các bạn cũng phải thay cái loa tai nghe Bluetooth ha, hoặc là cái tai nghe có dây. Tiếp theo đây các bạn dùng một cái đồng hồ VOM ha. Rồi mình sẽ dùng một cái đồng hồ số ha, mình chuyển thang đo đi ốp cho để mình đo cái tổng trở của cái loa. Rồi mình sẽ demo bằng cái loa này đi. Các bạn nhìn thấy bên trong nó có hai cái dây. Thì bên trong mấy cái tai nghe Bluetooth kia như vậy á, nó cũng có hai cái dây nha các bạn, hoặc là cái tai nghe hộp sạc á, nó cũng có hai cái dây như vậy. Hai nó hàng đây nè. Hai cái loa ha. Đây, hai dây. Rồi các bạn lấy cái đồng hồ. Các bạn chuyển thang đo điện trở hoặc là đo diode đó. Ở đây mình chuyển diode rồi mình đo cái tổng trở nó còn 32 ohm nha các bạn. Bạn nhìn cái đồng hồ nè. Trường hợp mà cái loa bị đứt nha các bạn, bị đứt thì các bạn cái điện trở nó không có điện trở hoặc là điện trở bằng vô cùng. Rồi mình tiến hành mình đo nha các bạn. Rồi các bạn thấy không, cái điện trở mình đo được khoảng là 32 ohm. Như vậy là cái loa cái này là ok ha. Còn trường hợp nó bị rè á thì các bạn cũng phải bắt buộc các bạn phải thay cái loa này. Tại vì cái màn rung của nó hoặc bên trong cái loa nó dính mặt sắt á thì các bạn phải thay cái loa, tháo cái loa ra. Còn trường hợp mà nó đứt, các bạn đo cái tổng trở của nó bằng vô cùng lớn là cái như là không, nói chung là không có tổng trở thì các bạn cũng phải thay loa ra. Để thay loa này á, các bạn lấy cái mẫu hàng ha, các bạn xả hai chân này ra, hai chân chì nè. Rồi các bạn lấy cái loa, các bạn đi ra ngoài cái cửa hàng bán điện thoại di động á, các bạn cầm cái loa này theo. Nó sẽ bên cửa hàng nó sẽ có những cái loa như thế này, các bạn mua về nha. Các bạn cũng đo điện trở nha, đo cái tổng trở của nó coi nó bằng 32 ohm không, là cái loa nó là tốt. Trong trường hợp mà các bạn đo nó ok rồi, các bạn mới gắn vô mà các bạn thay vô nha. Thay vô sau đó các bạn dùng cái mẫu hàng á, các bạn hàng hai chân lại. Thì đây có một cái lưu ý nhỏ cho các bạn là cái loa này á nó sẽ có hai, cũng có hai chân âm dương. Đây đó các bạn, nó có hai chân âm dương á. Thì cái đối với cái nó, người ta quy định á là cái dây đỏ nè các bạn hàng vô chân dương nha, còn cái dây còn lại chân âm ha. Để các bạn hàng đúng chiều cho mình là ok. Rồi khi mà các bạn hàng xong rồi á, các bạn lấy một ít keo con chó nè, rồi các bạn dán vô cái viền nè, dán vô đúng theo cái viền của nó nè các bạn, cho nó chắc ha. Tại vì nếu các bạn không dùng keo con chó, cái này nó dễ bung ra nha, nó bung ra, làm có thể nó bung ra như thế này á, các bạn lắc qua lắc lại là đứt, bị đứt dây ha. Nên các bạn hạn chế cho mình, các bạn dùng, đây là dùng keo con chó, các bạn dán một chút xíu thôi bên xung quanh cái viền nè, rồi các bạn in vô theo cái khắc của nó là ok. Rồi nó như thế này nha các bạn. Như vậy là xong ha. Cái cách này áp dụng cho cái dây tai nghe nè, có dây nè, tai nghe Bluetooth như thế này, hoặc là tai nghe mà có hộp sạc luôn nha. Rồi và là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn tháo một cái loa trong cái tai nghe Bluetooth ra, hoặc cái tai nghe có dây. Khi mà các bạn gặp trường hợp mà tai nghe các bạn bị nhỏ, rè nè, hoặc là không có âm thanh ở tai nghe, mặc dù các bạn chỉnh cái volume của nó maximum, chỉnh lớn trước nha. Trường hợp nhiều trường hợp các bạn chỉnh nhỏ quá, các bạn không nghe thấy nha, là các bạn tưởng là cái loa nó hư, là không phải nha, các bạn cứ chỉnh maximum cho mình.
Còn các bước thao tác để mà thực hiện như đo đạc nè, hoặc là các bạn hàng lấy loa ra, hoặc là thay loa mới, hoặc là các bạn đi mua lên mấy cái loa tai nghe Bluetooth này nè, ở các cửa hàng bán điện thoại di động á, linh chuyên bán linh kiện sửa điện thoại di động, là nó đều bán cái loa này hết nha. Nó mua khoảng tầm 5-10 nghìn nè, rất rẻ. Nhưng các bạn có thể tha hồ các bạn lựa chọn, các bạn thay vô. Các bạn lưu ý các bạn hàng đúng chiều, đúng cực tính của cái loa nha các bạn, âm dương á. Rồi, và là video này đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn cứ để lại comment dưới video nha. Mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn. Hẹn gặp lại trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.